Cổ Tam Bảo thật không thể nghĩ bàn. Còn nhớ trận động đất lịch sử Nepal năm 2015, trong số 9.000 người chết và 20.000 người bị thương, không có một ai là tăng ni Phật tử. Trong số hàng triệu công trình bị đổ nát, không có một ngôi chùa nào. Còn nhớ trận mưa lũ kinh hoàng Ấn Độ, quét sạch cả một ngôi làng, chỉ duy nhất một ngôi nhà trụ vững, làm chỗ trú thân cho cả làng. Đó là ngôi nhà của cha mẹ một ni sư, mà trong đó đang giữ một pháp bảo, là tấm áo của một bậc thầy giác ngộ. Còn nhớ trận cháy đồi ở Mê Linh, Sóc Sơn đã thiêu trụi nghĩa trang, chỉ duy nhất một ngôi mộ nhỏ, vẫn xanh cỏ, giữa quả đồi cháy đen trơ trụi. Đó là ngôi mộ được rải đất thánh địa và các mandala. Và trong trận hỏa hoạn tại Úc vừa qua, ngôi chùa Wat Buddha Dharma dù làm bằng gỗ cũng đã vẫn nguyên vẹn giữa biển lửa rừng rực. Năng lực của Tam Bảo chính là năng lực của thiện nghiệp, do không làm việc bất thiện mà chỉ làm việc thiện vì lợi ích giác ngộ giải thoát chúng sinh bình đẳng như nhau, không ích kỷ vì lợi ích của riêng mình và quyến thuộc, với lòng từ bi, tâm trí tuệ và hành động dũng mãnh. Cho nên ở đâu có bậc giác ngộ, có người tu, ngày ngày thực hành Phật Pháp vì lợi ích chúng sinh, thì nơi đó thật may mắn được cộng nghiệp lành, tăng phước duyên, giúp vượt qua chướng ngại, tai ương tổn hại. Có người tin, có người không tin, điều đó không quan trọng, vì nghiệp của mỗi người khác nhau nên tri kiến khác nhau. Nguồn Diễm Lớp Vinhert, Nguyễn. Nepal, các từ viện không bị ảnh hưởng bởi động đất. Một trận động đất cường độ 7,9 độ Richter đã xảy ra ở Nepal, gây thiệt hại thảm khốc rộng lớn. Theo Bộ Nội vụ, hơn 1.900 người đã thiệt mạng, nhiều người bị thương. Trận động đất xảy ra lúc 11:41 giờ địa phương, với dư chấn vẫn đang tiếp tục. Tác động của trận động đất là rất lớn, với những chấn động liên quan và số người chết được báo cáo ở biên giới Nepal và Trung Quốc, Bangladesh và ở Tây Tạng. Chấn động cũng được cảm nhận ở New Delhi, Ấn Độ. Tuyết lở đã xảy ra trên đỉnh Everest ở Kathmandu, dân số 1 triệu người, nhiều nhà cửa và các tòa nhà nổi tiếng đã bị hư hại nghiêm trọng. Tháp Vimsin nổi tiếng bị đốn ngã và bảo tháp Pudana đã bị nứt nghiêm trọng. Theo Dugo Kansi Fellowship, Sijin, một trận động đất mạnh một vài giờ trước ở thung lũng Kathmandu đã làm ảnh hưởng rất nhiều tòa nhà. Rất may, tu viện Sijin đã không có báo cáo thương tích và tất cả mọi người được an toàn. Hãy cầu nguyện và hồi hướng công đức của mình cho những người bị thương nghiêm trọng và đặc biệt là cho các gia đình của những người đã chết. Một vài giờ sau đó, một bản cập nhật từ tài khoản truyền thông xã hội của Lama Zopa Rinpoche tại tu viện Koban báo cáo rằng ngài và mọi người tại tu viện và ni viện Koban đều ổn sau trận động đất mạnh đánh vào Nepal ngày nay. Hiện đã có một số hư hỏng nhỏ ở Koban nhưng không nghiêm trọng lắm. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Thông điệp tiếp theo sau đến từ tu viện Trangu Canada, được viết trên danh nghĩa của tu viện Trangu Kamandu, được thành lập bởi ngài Khenchen Rinpoche Trangu. Chào các pháp lữ, bản cập nhật viết, một trận động đất lớn 7,9 độ Richter đã xảy ra gần thủ đô Kamandu của Nepal. Kepche Trangu Rinpoche và tất cả các thầy Trangu ở Nepal đều bình an. Chúng tôi cầu nguyện và hy vọng mọi thứ diễn ra trong vô hại. Tiếp đến là một thông điệp từ tài khoản Facebook của Kenpo Tiltrum Gimamso Rinpoche nói rằng ngài và ni viện Techok Ling không hề hấn gì. Vào chiều thứ Bảy, một thông điệp đã được phát đi từ tài khoản Facebook của thầy Sokni Rinpoche. Chúng tôi đã nghe từ các nguồn đáng tin cậy tại Kathmandu rằng
gia đình của Rinpoche, các nữ tu tại đồi Chokpa và tu viện Muktina và thăng ni tại Kainain, tu viện của Choki Naima cũng không ảnh hưởng gì. Các tòa nhà mới tại Chokpa đã chịu đựng những cơn chấn động chính, nhưng tất nhiên sẽ cần phải được kiểm tra về khả năng thiệt hại. Thông điệp này đã được hồi đáp ngay sau đó bởi một thông điệp trên danh nghĩa của Choki Naima nói rằng: Choki Naima Rinpoche gửi lời cầu chúc chân thành của mình đến tất cả các nạn nhân của trận động đất đã xảy ra ngày hôm nay tại Nepal. Rinpoche đang cầu nguyện cho tất cả mọi người và mong tất cả các bạn hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người không may. Văn Công Hưng, theo Lion's Roar. Lâm Tỳ Ni vẫn yên bình sau trận động đất ở Nepal. Sau trận động đất kinh hoàng ngày 25 tháng 4 tại Nepal, nhiều di sản văn hóa nổi tiếng thế giới đã hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng điều kỳ diệu là vùng đất Lâm Tỳ Ni, nơi được coi là quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại không hề bị ảnh hưởng. Lâm Tỳ Ni được coi là một trong bốn vùng đất thiêng liêng gắn liền với đời sống của Đức Phật Thích Ca. Bên cạnh Kushinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thiền định 49 ngày dưới cây Bồ Đề và giác ngộ Phật Pháp, và Sana, nơi đầu tiên Đức Phật giảng Pháp, Lâm Tỳ Ni là nơi Hoàng hậu Ma Gia sinh hạ Thái tử Tất Đạt Đa, người sau này trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Vùng đất thiên Lâm Tỳ Ni nằm ở phía tây nam của Nepal, cách tâm chấn động đất khoảng 145 km, là khu vực nông thôn tọa lạc dưới chân dãy núi Himalaya. Lâm Tỳ Ni vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi chùa và đền thờ nổi tiếng, trong đó có đền thờ Hoàng hậu Maya, áo Pukharini và phần còn sót lại của cung điện Ca Tỳ La Vệ xưa kia. Hai ngày sau trận động đất kinh hoàng, một nhóm phóng viên đã đến Lâm Tỳ Ni để đưa tin về thiệt hại tại đây. Nhưng trước nỗi kinh ngạc của họ, Lâm Tỳ Ni vẫn hoàn toàn yên bình như chưa hề có trận động đất nào xảy ra. Nếu như trận động đất 7,9 độ Richter khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, nhiều di tích lịch sử và các tòa nhà kiên cố sụp đổ, khắp nơi là khung cảnh hoang tàn và tang thương, thì ngay tại Lâm Tỳ Ni, cuộc sống vẫn diễn ra yên ả thanh bình. Các quán hàng, cửa hiệu và trạm xăng vẫn mở cửa đón khách. Rất nhiều khách du lịch ngoại quốc, chủ yếu là người Ấn Độ, đều có mặt tại đây. Theo ông Batala thuộc ban quản lý Lâm Tỳ Ni, sau khi động đất xảy ra, nhóm quản lý đã đi kiểm tra tất cả các công trình, di sản văn hóa thế giới trong thị trấn và thật kỳ diệu, không có bất cứ một công trình nào bị hư hại. Cho dù hàng ngàn năm lịch sử có thể bị phá hủy trong phút chốc, nhưng có lẽ những vùng đất linh thiêng nhất vẫn luôn được bảo vệ. Trong nỗi thương tiếc cho những di sản thế giới đang chìm trong đống đổ nát, chúng ta vẫn vui mừng trở lại với quê hương của tôn giáo và tín ngưỡng lâu đời nhất thế giới, Phật giáo. Theo Vision Times, Hồng Liên tổng hợp. Sammo di soha.